Trẻ mẫu giáo là con công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định, sẽ được nhận khoản hỗ trợ tối thiểu là 160.000 đồng một tháng. Đó là quy định đáng chú ý tại Nghị định về chính sách phát triển giáo dục mầm non, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm nay. Hồ sơ xét duyệt gồm đơn đề nghị trợ cấp có xác nhận của đơn vị sử dụng lao động, nơi cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em đang công tác, giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận tạm trú của trẻ em. Cơ sở giáo dục mầm non chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí và chi trả kinh phí trợ cấp trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em.